Ok, hello mọi người nha. Mình Perry, mình tăng cơ. Cái gì vậy? Cách thứ năm của mình trở dậy. Thôi cả mọi người, mình tăng cơ đây. Coi như là mà không có làm gì trong cái. mình tăng cơ, mình không phải là Perry nhá. Bên kia của mình với Perry. Ừ. Mình là tăng cơ. Dạ vâng. Như mọi người thấy thì cái video này mình nghĩ sẽ ra vào đúng một tuần chơi ZZZ là Zenless Zone Zero ha. Thì và đây là gọi là cái impression của bọn mình về cái một tuần qua bọn mình đã chơi Zenless Zone Zero. Thì đầu tiên anh Perry Hưng level mấy rồi? Thì mình chơi chiêu ha mọi người, 7 ngày tâm huyết chiêu thôi, level 30. Ok, internet level 30. Mình thì hơn ảnh 3 level ha, hơn được 3 level thôi. Thì một điều khá là bất ngờ là ặc của mình với ặc của anh Hưng, những nhân vật khá là giống nhau. Khá gì? Y xì bon ấy. Gần như y xì bon, ừ. Ellen rồi 11 với lại Coleda luôn, có vẻ như càng ngày ặc hai người y chang, gần y chang nhau luôn. Này, không biết lý do vì sao phải không? Nó bắt trước luôn. Tính ra em ra Ellen trước anh luôn á. Ê, chị đại thập nhất với Coleda là do ai? Thì hai cái người này thì không, Coleda em ra trước anh, nhưng mà thập nhất em ra sau anh, đúng không? Ừ, tại vì em lên Ellen sau đó em ra Ellen sớm thôi. Tính ra là anh ra Coleda với thập nhất cùng lúc. Thì đó, lúc anh vừa chơi xong anh mới ra cả hai cùng lúc. Chứ em ra Coleda ngay khi em stream mà. Ok, thì đây là sẽ là impression của tụi mình về game ha. Gồm bọn mình sẽ đánh giá cái game này, coi là nó có những điểm tốt, những điểm xấu ở chỗ nào và game có thể cải thiện ở chỗ nào ha. Tại vì kiểu như cái vấn đề này nó gây tranh cãi khá là nhiều đúng không Hưng? Nếu anh coi cả content Việt Nam lẫn content nước ngoài nó đều khá là gây tranh cãi. Bởi vì người ta coi, có nhiều người coi cái game này là cái sự thất bại của miHoYo hay là HoYoVert à. Nên là bọn mình sẽ đánh giá ý của bọn mình. Tại vì được cái kênh này hai người cho nên là mỗi người sẽ đưa ra được cái ý kiến của cá nhân để mà đánh giá cái game này một cách tổng thể sau một tuần chơi. Thì bọn mình để một tuần chơi cho nó có thời gian bọn mình tại trải nghiệm cái content nó hợp lý nhất có thể. Chứ kiểu như chơi bọn mình cũng làm cái này part time cho nên là cái thời gian chơi cái này không có nhiều. Với cái thứ hai là cho dư giả xíu bọn mình chơi nhiều ngày nó mới trải nghiệm được nhiều ha. Ok, thì đầu tiên là cái chính của game, chắc chắn là game gacha nào cũng phải có cốt truyện. Thì cốt truyện của mình thì mình đã trải nghiệm xong hết được cái cốt truyện chương 2 của game. Đó chính là cốt truyện với lại Yuzhan á. Còn Hưng thì đã cái trải nghiệm xong Yuzhan chưa hay là anh cũng mới trải nghiệm xong hết chương 1 thôi? Giữa giờ chương 2. Giữa chương 2 đúng không? Chương 2 thôi. Thì em nói về cái quan điểm của em đi. Tại vì thật ra là anh vừa chơi vừa skip. Vừa skip đúng không? Ok. Thì thật ra mình không, mình là dân cốt truyện cho nên là mình chơi mình có đọc đàng hoàng. Tuy là có bảy khúc nó hơi chán, mình có skip nhẹ thôi, nhưng mà nhìn chung mình có đọc. Cho nên là mình đánh giá cốt truyện của Zenless Zone Zero 1.0 á, thì cái độ hay của nó ngang bằng với lại Wuthering Wave. Nếu mà phải so sánh thì mình đánh giá là nó ngang với Wuthering Wave. Nó không có phức tạp quá, nó cũng có cái chiều sâu nhẹ của nó, nhưng mà nó chưa được quá là đặc sắc ha. Thì cơ bản là thì nó ngang Wuthering Wave 1.0 luôn á. Hai cái cốt truyện nó đều có cái hay với cái riêng, nhưng mà hiện tại nó chưa có quá là sâu cho tới hết level 30. Chứ tại vì trong Wuthering Wave hết level 30 là mọi người đã trải nghiệm hết tất cả cốt truyện của 3.1 rồi. Nhưng mà trong Zenless Zone Zero thì mọi người nhìn đi, mình vẫn còn cái nâng cấp internet lên 34, có nghĩa là chúng ta có thể trải nghiệm được thêm cốt truyện nữa, là còn thêm nữa. Nhưng mà cho tới hiện tại là sau cái cốt truyện của Yuzhan á, thì mình thấy cốt truyện nó còn chưa đủ chiều sâu. Và nói chung là nó hay thì cũng có hay, nhưng mà ở tầm mức ổn thôi, chứ chưa được gọi là hay như những cốt truyện gọi là đỉnh cao của miHoYo, như là 3.2 Genshin Impact hay là 4.2 Genshin Impact, thì nó chưa được tới mức đó. Anh Hưng thì thấy thì sao? Chứ em thấy nó cũng kiểu vậy thôi. Một cái góc nhìn mà mình cảm thấy có gọi là sao? Được một điểm trừ đi. Điểm trừ đầu tiên, đó điểm trừ chứ đi trở về. Điểm trừ đầu tiên của cái cốt truyện này tất nhiên như Hảo nói là không quá đặc sắc, đúng không? Mình không, tức là không cảm giác ấn tượng nhiều. Cơ bản là không phải là do mình skip nhiều đâu nha. Ý là kể cả những cái như là Wuthering Wave hay là những bản thân những cái game tiền lệ như là Genshin, thì bản thân cốt truyện 1.0 cũng gần gần nó như
không có gọi là nó chỉ gọi là giới thiệu cho chúng ta mọi sơ bộ ừ là chủ yếu này. Là sơ bộ thôi cho nên là chủ yếu là cực kỳ sơ bộ thôi. Từ mà một cái điều á là Genshin thì nó có yếu tố giả tưởng thật là gọi là huyệt thần thoại kiểu như các vị thần này nọ, còn Xenoblade Chronicles thì lại là thế giới con người máy móc các kiểu ừ thế giới tương lai á, không có rồng, không có thần tiên, không có phép thuật, không ừ. có cái kia, cho nên nó không có sự nhiệm màu của cái đó, tức là nó không có bóng bẩy ừ, nó chỉ có người nè, máy nè, với lại quái vật thôi, máy, quái vật từ không gian khác, rồi vòng vòng là khu đó à, cho nên là sẽ có các, sẽ có, nó sẽ không có những cái sự mà huyền diệu, không có những cái bay bổng trong cái cốt truyện. Dẫn đến là đôi khi các bạn sẽ thấy nó hơi bị cứng. Nhưng mà so với 1.0 ở trong tất cả các cốt truyện á, thì mình đánh giá cái này cũng khá là ổn rồi. Tại vì cơ bản 1.0 nó cũng giới thiệu cho chúng ta sơ bộ về cái game thôi. Cho nên gần như 1.0 nào nó cũng vậy ha. Đúng không? Kể cả Genshin, HSR nè, rồi cái gì nó cũng như vậy thôi. Cho nên là tính ra nó không quá là tệ tới mức đó. Chỉ là mọi người skip được cái khúc chuyện, bấm chữ nút skip được, cho nên nhiều khi là mọi người... Nhưng mà một điểm cộng nha, một điểm cộng từ bề mặt cốt truyện đi, mình chưa nói nó bị skip thì bề mặt cốt truyện thì nó gọi là, mặc dù nha, vẫn sẽ có những đoạn hội thoại cực kỳ lan man, cái này mình nghĩ game này cũng có nhưng mà dễ hiểu. Ok, biết là con này như thế nào đó, rồi biết là nhân vật này như thế kia đó, rồi nó cho người nó đã đáp ứng được cái việc đầu tiên của một cốt truyện 1.0 là cho người chơi nắm bắt thông tin ban đầu về cái thế giới. Về thế giới. Đúng rồi. Cộng thêm một điểm cộng nhẹ nữa. Điểm lớn nhất của cốt truyện là skip. Và từ cái điểm cộng chính cốt truyện đó, có một cái điểm cộng nhẹ là mọi người skip á, ở dưới cái chủ khi mà mọi người bấm skip á, nó có cái tóm tắt của khúc mà mọi người skip, nếu mà mọi người có để ý, để cho mọi người không quá mất thông tin về cái đó. Cái này là riêng quay mình nghĩ là nên phát triển cái đó, tại vì nếu mà thực sự mình skip thì mình sẽ mất luôn cái đoạn, hoặc mình sẽ mất luôn cái cốt truyện khúc đó. Nhưng mà Zero Zero làm hay ở một cái là nó sẽ tóm tắt lại cho mọi người có thể nắm bắt được cái cốt truyện khúc đó nó sẽ như diễn ra như thế nào. Mặc dù đoạn tóm tắt đó không đủ ý, tức là tóm tắt đó nó hơi tắt quá không? Có một câu nói chung là nó, đã tóm tắt rồi thì nó vậy thôi. Ý là có là một chuyện rất là tốt. Đúng không? Và không phải đoạn nào cũng skip. Đúng không? Chúng ta vẫn có những cutscene đàng hoàng. Chúng ta vẫn có những cái đoạn mà hội thoại đàng hoàng bình thường đúng không? Yeah. Rồi, điểm cộng tiếp theo liên quan đến cốt truyện và liên quan tới những đoạn hội thoại trong game, đó là việc các bạn rất mượt mà trong việc các bạn bấm dấu cách và chuột chuột và skip á. Ok. Nói chung là vẫn skip nhưng mà nó mượt hơn rất nhiều. Tức là khi mà các bạn muốn speedrun ở một cái nhiệm vụ mà nó mang tính dài dòng á, các bạn sẽ spam rất dễ, spam nút rất dễ. Đúng rồi, spam nút rất là dễ. Chứ mình chơi nó mượt hơn HR cực kỳ mượt hơn luôn, không cả gây cảm giác cho các bạn cảm giác khó chịu. Đúng rồi, bữa mình mới chơi lại Genshin mình làm, ý nói là mình chơi lại Genshin á, mình skip tự nhiên nó bị chậm sao á, nó cũng hơi khó chịu thiệt ha. Đúng rồi, có okay. Một số đoạn em không thể skip cho đến khi mình nó hiện ra hết. Ảnh tới đâu đó, cho nên là skip như trong Zelda Toro sẽ cực kỳ dễ chịu cho các bạn. Em thấy nói chung tổng thể á, thì anh đánh giá cái cốt truyện của Zelda Zone ở 1.0 như thế nào nè? Anh sẽ không đánh giá quá cao bởi vì anh không chưa đánh giá cao cái nào chỗ 1.0, nó là không làm anh wow lên. Ok. Cho nên là 7. Ok. Em đánh giá cũng gần đó, em đánh giá 6.5. Tại vì em là dân chơi cốt truyện nhiều hơn, cho nên là em thích cảm nhận cái cốt truyện của cái game để mà biết là mình có nên chơi nó thiết hay không. Hiện tại nó đang chưa quá hạt sắc. Yêu cầu học sinh giỏi là được rồi. Tiếp theo đó chính là gameplay. Cái quan trọng nhất của game này và được quảng cáo nhất của game này, cho nên là em có một câu hỏi thẳng luôn, anh có nghĩ game này nó có đủ độ khó hay không? Chứ tại vì nó là một game được quảng cáo theo kiểu slash and dash đúng không, thì nó được so sánh trực tiếp thẳng với cái lối chơi của Wuthering Waves luôn, cho nên là giờ mình phải so sánh giữa hai game này, thực sự thằng này nó với lại so với Wuthering Waves nó như thế nào mà
anh những gì anh đã trải nghiệm từ đầu cho tới level 30 anh có thấy nó đủ khó hay không? Gọi là khó hay không sẽ tùy thuộc vào cái vấn đề khác. Cái vấn đề mà anh quan tâm là combat đã tay hay không. Ừ, và anh thấy đã tay hay không? Là đã tay nhưng không đã tay. Ờ, ok, anh hãy làm rõ cái đó đi. Đã tay nghĩa là sao? Tức là cái tức là âm thanh bạn nghe đã mắt nè, là hoạt ảnh nó cháy đúng không? Nhưng mà cái tay của bạn thì lại không đã. Okay. Ok không? Hiểu vấn đề này không? Bởi vì chúng ta chỉ có cơ bản là chuột trái, chuột phải, nút space và E. Hết, lâu lâu có nút Q. Tức đúng. Là chúng ta cơ bản là trong 70%, thậm chí là cả cái cuộc chiến đấu luôn các bạn chỉ spam 4 nút. Thật ra là 7. Không vậy nè. 80% là anh spam 2 nút, 20% còn lại anh spam 2 nút còn lại. Thì đó. Mình đang tính chuột trái chuột phải làm 2 nút luôn nha. Chứ tới là nút có E với lại bay à. Tới hiện tại nhân vật Ellen Joe á là nhân vật duy nhất mà sử dụng thực sự là cái chuột phải nha. Chứ mấy nhân vật khác mình thấy không sử dụng chuột phải nhiều tới mức đó. Nói thật. Thì tất nhiên là tùy vào nhân vật nhưng mà nó cũng chỉ có 4 nút à. Và nó hiện tại nha, mình không biết tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại á, thì những con nhân vật của mình đang sử dụng thì nó gọi là sao ta, đúng nghĩa là các bạn spam tới chết á. Không suy nghĩ, spam tới chết. Thậm chí mình đã từng thử một cái việc là mình nhắm mắt mình bấm thử như thế nào trong một cái cuộc chiến và mình win. Ừ. Đúng, mình cũng làm rồi, mình cũng làm rồi. Spam spam chuột cho đến thậm chí là mình có nghe nói là có một người chỉ có spam chuột cho đánh thường với lại space. Ừ. Ừ. Thì cơ bản vậy nè, mình thì đã làm cái bảo vệ trụ Sirius tới độ khó 7 rồi, một sao rồi. Thì mình đánh giá là cái độ khó thực sự của cái game này á, nó chỉ nằm ở việc quái nó sẽ trâu hơn và nó đam to hơn thôi. Nói thật. Chứ cái việc mà mech của quái nó có thêm thì mình chưa thấy. Thực sự mình chưa thấy mech của quái có thêm. Chỉ là cái con duy nhất mà hiện tại mình thấy hơi khó đối đầu là cái con cần cẩu á. Cái con cần cẩu mà boss sau khi mọi người làm xong nhiệm vụ của Koleda ấy. Cái nhiệm vụ mà Belobop ấy. Thì cái con cực cẩu đó là cái con hơi khó đối đầu, tại vì nó có 4 cái tay và nó sẽ tấn công mọi người liên tục. Chứ còn lại là mình thấy game này chưa thực sự có gì đó quá gọi là khó, bởi vì như Hưng đã nói, 4 nút, thực sự là 4 nút. Tại nó bỏ mất cái rotation thực sự của cái này rồi. Chỉ là mọi người tới lúc mà mọi người break được con quái đó thì mọi người xem là mọi người đổi như thế nào thôi. Thực sự chỉ là như vậy thôi. Cho nên là mình đang khá là không thích cái kiểu đó, tại vì mình muốn được tự do đổi cái nhân vật của mình theo cái ý mà mình muốn, chứ không phải là 1 2 3 1 2 3, sau đó thì lúc mà mình đánh choáng rồi đó thì cái nhân vật nó mới được đổi theo cái ý của mình muốn, mà lúc đó cũng chỉ đổi trái phải theo ý mình muốn thôi. Thì mình biết á là cái nút C á là cái nút đổi nhân vật về trước, thay vì mình bấm space thì nó đổi nhân vật về sau, kiểu như 1 2 3, thì nút C nó đổi thành 3 2 1. Nhưng mà vấn đề là nó vẫn không quá nhiều, và mình muốn gọi là cái nó bỏ hoàn toàn cái sự khoát tim của hai game tiền nhiệm của nó là 1 2 3 4. Ngay cả HSR nó cũng có 1 2 3 4 đàng hoàng, nhưng mà tuy là bấm skill thôi, nhưng mà nó còn nhiều nút hơn cả một game sát hình đát combat nặng như vậy. Thì mình đang khá là không thích, mặc dù nó là cũng là một cơ chế mới mẻ, nhưng mà mình đánh giá nó không được cao lắm. Để mà mình sẽ... Cái điều nữa là về mặt chiêu thức. Thì bởi vì mình nói mặc dù nó có nút quy, nhưng mà một combat mình nhấn quy được 2 lần. Đúng. Có nghĩa là sao, tức là nó khả năng sử dụng chiêu thức của nhân vật nó bị ít. Tức là Genshin chúng ta có đánh thường, trọng kích, tấn công phi đáp, e quy, ít nhất là vậy đi. Còn game này chúng ta chỉ có đánh thường, né thì nó cũng tùy thuộc vào quái. Còn cái chiêu thức tuyệt kỹ, gọi là tuyệt kỹ, thì nó lại gần như không được sử dụng.
Đúng rồi. Cái tuyệt kỹ của nhân vật là chỉ sử dụng gọi là khi được 3.000 điểm, mà có đồng nghĩa với việc là gần như chỉ có mỗi DPS là sử dụng được cái tuyệt kỹ của mình thôi, hai đứa còn lại là không, gần như không sử dụng tuyệt kỹ của mình luôn á. Ừ, chủ yếu cái game này giống như game sử dụng E nhiều hơn á. Ừ, mình nói thiệt. Cho nên là hiện tại mình chỉ đánh giá cái combat của game này tầm 4.5 thôi. Ừ, nó tuy là nó mới mẻ, nó cũng hay á, nhưng mà mình đánh giá cái game này combat chỉ 4.5 thôi. Tối còn mình thì mình sẽ cho nó 4 điểm, bởi vì nó gọi là nó chỉ có đã tai với đã mắt thôi, chứ nó không có đã tay. Mình nói là này. Và quan trọng hơn hết là mình gọi là mình dùng tay mình điều khiển mà, đúng không? Cho nên là đó là điểm quan trọng nhất, thì thấy là chưa hài lòng. Anh tiện nói tới cái vụ combat á, thì chúng ta nói tới cái tivi. Một trong những cái gây tranh cãi nhất của cái game này là cái tivi. Thì Hưng thấy cái tivi nó như thế nào? Nhiều người nói nó rất là chán và nó làm cho nó không có tự do cho lắm. Anh thì để nhắm TV nó sẽ có mặt trong các thể loại từ explore tới cốt truyện chính, đúng không? Tuy nhiên cái điểm trừ đầu tiên của TV á là anh cực kỳ ghét cái việc anh phải vô cái máy tính anh mới vô TV. Tức là các bạn không có một bình thường các bạn muốn nâng cấp nhân vật, các bạn muốn xây, các bạn muốn vô gacha các bạn F4. Nhưng cái việc mà các bạn muốn vô cái TV, các bạn phải chạy lại TV cái chỗ là các phòng. bạn phải vô phòng mở cửa rồi các bạn vô cái máy tính thì mới cho bạn mở TV. Nếu như mà muốn game này heavy vào TV thì phải cho nó có nút tắt đi chứ, đúng không? Thì phải cho nó cái nút tắt ít nhất là để tại tôi ra vô thường xuyên mà, cho nên là phải có cái nút tắt cho tôi vô chứ, đúng không? Cái thứ hai, cái việc TV này nó hơi bị cưỡng ép. Các bạn có thể thấy là cái việc mà về tất cốt truyện á, cốt truyện nó bị gọi là sao ta, làm cách nào để tôi thể hiện nó lên TV á, các bạn có cảm giác gì không? Em cũng có cảm giác hơi hơi như vậy thiệt. Đúng không? Tự nhiên tạo ra con tàu, tự nhiên tạo ra mấy con boss cũng ô, đúng vậy không? Hả? Thì cái cảm giác này nó hơi, đối với mình nha, cảm giác này nó hơi cưỡng ép, đó là ép một cốt truyện đi vô TV. Tuy nhiên nha, mình lại không khó chịu với bản thân TV. Bản thân nó thì mình không khó chịu lắm, tại vì thôi mình cứ theo cái flow đó thôi, đúng không? Nhưng mà cái sự cưỡng ép trong cốt truyện và Việc phải đi vô TV. cái anh đi ra đi vô TV cực kỳ mệt, cực kỳ tốn thời gian chết. Em Và một điều cũng nữa, cái sự tự do trong TV, đây là điều mình nói nè, anh cũng cảm giác nó hơi hơi cấn cấn ở chỗ này, tức là nó có một đường này. Tức là các nó giống như là các bạn buộc phải đi theo cái flow mà nó chỉ định sẵn, đúng, ít có cái sự khám phá đúng không? nó không có sự khám phá ở đây, mặc dù nó tên là explore đó nhưng nó không có hẳn. Đúng không? Độ khó thì mình không cho nó là khó, nó chỉ dài và dài thôi, chứ nó không có nó không có cái kia. Còn về mặt khó chịu khi mà nhìn hình ảnh chớp tắt chớp tắt chớp tắt á, thì cái này không phải là vấn đề của mình. Đúng rồi, em có không bị vậy. Cho nên là đối với tụi mình thì nó không phải là điểm trừ gì cả. Từ cái chuyện phải đi vô, em cái lần này thì em hoàn toàn đồng ý với anh, em chỉ bị như vậy thôi, chứ thực sự ở trong TV em không có quá nhiều cái sự khó chịu, chỉ là nó không cho em thích khám phá hơn nhiều. Lý do em chơi Genshin lúc đầu á thì đó là do nó là game thế giới mở đó, nhưng mà ý nó là em muốn chơi những cái thể loại game khác cũng được, nhưng mà kiểu làm như vậy thì nó hơi gượng ép quá, nó hơi bó quá, cho nên là không thích nó lắm thôi. Cho nên là anh nghĩ anh chấm cái này bao nhiêu điểm nha? Bây giờ nếu nếu như không tính sự khó chịu khi siêu phím tắt thì Không, đó là một điểm, tính luôn đi, tính hết tổng thể luôn. nếu tính thì anh trừ đi 2 điểm Ok. rưỡi. Còn 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 boss nó nói gì? Ok thì 2 điểm là còn 6 điểm hả? Còn 5 điểm rưỡi đó, 5 điểm rưỡi thôi hả? còn mà trên trung bình đó. Em thì 5 điểm thôi, tổng thể các thứ á,
nếu mà nó có cái phím tắt cho tivi thì em sẽ cho nó 7 điểm. Tại vì em cũng không thích cái kiểu đó lắm, nhưng mà nói chung là nó cũng được đi, nó không tới nỗi tệ ha. Cho nên là em cho nó 5 điểm, anh cho nó 5 điểm rưỡi, cho nên chúng ta cũng gần gần nhau thôi. Tiếp theo là một cái rất là quan trọng trong các game gacha, đó chính là nhân vật. Thì khác với lại các game khác của hai game gần đây của miHoYo á, đó chính là nhân vật nó, nhân vật, hai nhân vật chính của chúng ta là không playable. Và cũng khác một cái á là hai nhân vật chúng ta là anh em nhưng không bị chia cắt. Hai nhân vật nói chuyện interactive với nhau rất là nhiều luôn. Genshin good nè. Thì về cái cốt, gọi là về cái cốt truyện của hai nhân vật chính á, em nói nhăn ngắn, giờ mình nói ngắn về cốt truyện của hai nhân vật chính thôi nha. Cái này ngắn thôi. Thì cơ bản thì vua, nói thẳng là vua huyền thoại luôn á, gọi là huyền thoại trong giới của mình luôn. Nhưng mất ạc, phải làm lại từ đầu. Đúng không? Cái này làm anh feel liên một cái cảm giác của một cái con anime. Mình nghĩ là các bạn nghe tới đây thì các bạn cũng biết là mình đã nói tới anime nào rồi. No Game No Life. Nó có một cái feel y chang No Game No Life luôn. Thì game này nó cũng lấy cảm hứng được khá nhiều game, mà kể cả Persona 5 em nhớ cũng có đấy. Nói chung là ai anh em này, cái build của đó thì mình khá là thích ha. Tại vì một đứa thì nó nhây nè, một đứa nhây, một nó ở dơ cái thứ tùm lum tà la. Thằng anh trai thì nó đúng gọn gàng ngăn nắp, vibe đúng nghĩa anh, người anh luôn, anh trong nhà luôn. Cho nên là mình khá thích cặp anh em này, và cái cốt truyện của anh em này rất là hay luôn. Kiểu như là mình thích một cái người mà vua nhưng mà làm lại từ đầu. kể cả mình làm vua không? Không. Giống Rover ở trong Wuthering Wave á, làm mọi người làm xong 1.1 luôn cả. Nếu vậy nói vậy giống luôn cả hai anh em. Nhưng mà mình chưa rõ. Nếu mà đúng thì chắc chắn là một trong số hai nó làm lại từ đầu bà đó rồi, đúng không? Nhưng mà đúng, nếu đúng nó ngoài lề thì nó đúng vibe của hai anh em, thì hai anh em nó có khả năng là Aeon luôn ấy chứ. Hơi đáng sợ. Em chấm điểm cho hai anh em này về cái tính cách với lại cái building character development hiện tại ở 1.0 này, em sẽ 8 điểm. Ưng thì sao? Anh có ý kiến gì thêm không? Thôi, cũng xem thôi. Ok. Tiếp theo cái này chắc chắn quan trọng nè, nhân vật gacha. Không phải hai nhân vật không playable này. Xét trên nhân vật gacha, tôi phê bình mấy chó. Anh nói tiếp đi. Loli nhiều. Why? Cái này mình cũng hơi phê bình một tí, game này nó hơi nhiều nhân vật loli quá. Ừ, cái này mình không biết tại sao, nhưng mà mọi người nhìn nè, game mới như đây là 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 6 nhân vật loli trên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 nhân vật. 6 trên 16 là hơn 1 phần 3. Hơn 1 phần 3 nhân vật trong game này là loli. Tôi không có ý gì chê là tại sao nhiều loli như vậy, nhưng mà ý tôi chê là sao tạo hình như thế, rồi em bấm thử bản kỹ năng trang bị đi. Không, em biết Piper, em biết Piper rồi, cho nên là em sẽ không bấm nhau. Kinh mình mới ăn một gậy rồi, em không muốn ăn gậy thứ hai đâu. Thì đấy. Nó hơi kỳ. Ừ, lần này game nó hơi all out cho người lớn quá thì phải. Có vẻ như lần này game nó hơi all out cho người lớn. Mặc dù mình có nghe nói là mấy chó nó đã muốn làm điều này từ lâu rồi, nhưng vì tới mức này thì mình không nghĩ là nó làm nhanh tới mức đó thôi. Về các về tổng thì được một cái nhá. Ừ. Là cảm giác nó ngoại trừ tất nhiên là loli thôi, chiều cao rồi, nhưng mà cảm giác nó đa dạng hơn. Đúng, đa dạng hơn. Ừ. Điểm anh thấy trang phục như thế nào? Em đánh giá khá là cao trang phục, tại nó rất là đa dạng ha, và nó nghe từ mới ban đầu thì nó có cái kiểu mới, nó cho chúng ta thêm một cái loại hình tạo nhân vật team building mới, đó chính là ngoại hệ ra chúng ta còn có cả đợt, gọi là phe phái nữa, cho nên là nó khá là mới mẻ. Khá là mới mẻ. Về tạo hình thì anh sẽ đánh giá cao sự đa dạng. Còn gu thì không phải loli đúng không? Không phải loli đúng không? Ai? Không phải loli đúng không? Nó không phải mà. Ừ, nó không phải mà đúng không? Một cái là mình bị cái là cái art của Ellen á,
mình mê cái art của Ellen vãi, kiểu như là tạo hình đẹp đẹp điên nha. Nhưng mà vấn đề vậy nè, không phải tạo hình này mà tạo hình học sinh mà trang phục học sinh đẹp điên đẹp khùng luôn, mê vãi. Các bạn nhớ cái khuôn mặt mà miêu tả cái vừa rồi đó, nó khuôn mặt của Sim đúng không? Ừ thì cũng có hơi Sim đấy, nhưng mà ý nó là tạo hình khá là tốt và nói chung là nó rất là đa dạng, nó không có bị đập khuôn một loại trang phục các thứ như là Genshin nó hơi đập khuôn khu vực á, nó bị đập khuôn khu vực. Phải ai cũng là người đúng không? Ừ. Tuy nhiên mà mình lần đầu tiên mình thấy gấu playable thì nó cũng khá là thú vị ha. Mình có nâng này ngoài. Nó phá được cái rào cản là nhân vật phải là người. Đúng rồi. Thì muốn gì trả được đúng không? Yeah. Ở trong Genshin tất cả Melusine playable đó còn là người mà. Mặc dù có giải thích hợp lý á nhưng nó vẫn là người. Ha. Cho nên là trong này tất cả gấu không playable thì mọi người thấy rất là mới lạ. Cho nên là một điểm cộng cho thiết kế nhân vật. Và sói nữa. Ừ quên, chúng ta không nhắc tới Ly Cao. Một nhân vật được mọi người kể cả nam lẫn nữ Sim. Về gọi là về cốt truyện với lại tính cách đi. Anh thấy cốt truyện tính cách của cái nhân vật Ron Gacha 1.0 này như thế nào? Anh sẽ đánh giá là nó như mọi khi. Như mọi tức khi. Tức là nó giống như cách mà Mi chó thiết kế cho các nhân vật của Genshin và cả Honka Sarel. Đúng. Tức là tính cách sẽ được hiện rõ ra. Đúng. Dạ mình nếu mà mình chơi kỹ, mình chơi nhân vật đó thì mình sẽ hiểu được khá khá về nhân vật đó, thì cái đó là mình nghĩ là game nào Mi chó cũng làm tốt, làm được điều này. Ừ. Cơ bản là Mi chó hiện tại rất thành công về việc character building. Nên là chúng ta sẽ không có vấn đề gì về việc đó ha. Tất cả nhân vật đều thể hiện rất rõ cái tính cách của mình. Và mọi người có thể để ý, nếu mà mọi người để ý á, và mọi người chạy vòng vòng ở ngoài đường á, lâu lâu mọi người gặp Piper nè, rồi gặp Ellen nè, đó chung các thứ mọi người mới ra gặp anh Vi luôn. Chính xác mà nói, nếu như mà mình nói về nhân vật, tôi dành một điểm cộng cực kỳ lớn cho NPC. Đúng. Cool thời trang rất là tốt. Ừ, NPC cool thời trang cực kỳ tốt. Cho nên là và NPC cũng rất là đa dạng nữa. NPC nó không giống một NPC. Đúng không? Tức là các bạn kiểu như là đôi khi một số người các bạn. Mọi người vậy nè. Qua các đó. Đồng phục. Có một playable thì hay. Cô nè. Có thể. Thôi. Nè đồng phục học sinh nè, rồi đồng phục công nhân nè, rồi đứng chụp hình tạo dáng nè. Đó, rồi kể cả có nguyên con robot là nấu ăn luôn nè. Rồi mọi người thậm chí là đa dạng và chủng loại luôn, không chỉ có con người không. Chúng có cả bang bu. Bang bu chúng ta có những bèo. Đó. Tôi không biết tại sao trong thế giới mà tất cả mọi thứ đều kỳ lạ vậy lại có xuất hiện con mèo là thứ bình thường nhất. Rồi, có con mèo này nè. Mèo này không bình thường. Đúng. Tại sao? Nè, Mi chó, trả lời cho tôi nghe coi tại sao lại có những con mèo như vậy. Nhưng mà ý là NPC rất là một điểm cộng ha. Bối cảnh nói chung của cái này về cơ bản mình đang đánh giá là 9 điểm luôn á. Nói thẳng về cái bối cảnh thì nó quá tuyệt. Cái bối cảnh mình cái vibe trong game. Bây giờ mình đánh giá không chỉ về style, không chỉ về ngoại hình của nhân vật mà cách mà họ được render như thế nào khi mà xuất hiện trên giao diện, khi mà so sánh với lại Honka Starrail và cả Genshin thì nó có một cái sự upgrade khá là tốt. Đúng không? Yeah. Nó nhìn real và nó gọi là đỡ bị đập khuôn nhiều hơn. Cái này phải ngoài lại cái vấn đề là về model. Cho nên là đánh giá cực kỳ cao 9.5. Ừ, em cũng đánh giá cực kỳ cao 9.5. Em đánh giá 10 luôn á, thật ra em đánh giá 10 luôn. Tại vì Genshin gọi mình là cho nửa điểm để mình còn expect something better đúng không? Dạ thôi, 9.75 đi. Em không biết cái chức rồi. 9.75. Thôi 9 điểm nữa đi cho thằng. Làm tròn lên rồi. Làm tròn 98 rồi. Thì giờ nãy mình cũng đã nói qua về NPC rồi, cho nên giờ chúng ta sẽ nói luôn về NPC với bối cảnh đi. Nãy mình nói NPC rồi, giờ mình nói bối cảnh của thành phố rồi các thứ trong này đó. Anh thấy tôi đánh giá là nó không thế giới mở như Genshin mà không thì đương nhiên rồi. Điểm trừ đầu tiên rồi tôi cũng không biết nhảy, thì tôi cũng không biết tại sao. Ừ, em cũng không biết, cái này là trong combat luôn á. Nhưng mà không biết nhảy. Không biết nhảy. Không phải, Koleda thì
gọi là sao ta, cũng trên không được trong một khoảng thời gian, nhưng mà không tính không biết nhảy là một thiệt thòi rất rất lớn luôn. Tại sao trong tất cả những con game mà nó không thế giới mở thì con nhân vật lại không biết nhảy? Quê. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì cái vibe của game rất là tốt ha, đúng không? Cái vibe thành phố, vibe các thứ. Cái này về thành phố thì thật ra thì cái này đối với anh thì nó không, anh không đánh giá quá cao. Yeah. Bởi vì nó còn không bằng tựa game không thế giới mở lên trước đó là Honkai Star Rail. Yeah. Là nó bị bó buộc nhiều hơn nữa. Nó không có gọi là sao ta, không có được gọi là, nếu mà các bạn nhìn không các bạn sẽ cảm giác nó hơi không chỉnh chu một chút. Nếu bạn khó tính nha, các bạn sẽ cảm giác nó hơi không chỉnh chu một chút và nhìn nó gọi bị thiếu sức sống á. Ok. Bản thân em thì lại đánh giá nó khá là có một cái vibe chill á. Nó làm em thấy nó thoải mái, nó không có bị kiểu như Honkai Star Rail thì nó giống như là thế giới mà mọi người đi vũ trụ, nó hiện đại rồi, mọi người nhìn chỗ nào nó cũng hào nhoáng sáng láng, hoặc là như là Belobop á thì nó lại ở Charilovi á, chứ phải Belobop mà công ty xây dựng à, thì nó kiểu như là nó bị tàn phá rồi đóng băng mọi thứ. Nó nhìn nó một là nó extreme disaster, cái thứ hai là nó nhìn nó cực kỳ hào nhoáng, ví dụ như Penacuni hay là ở trạm không gian thì cực kỳ hiện đại á. Còn trong này nó thực sự là một cái thành phố và nó nhìn nó rất là vibe, nó rất là chill. Ừ, nó chill lắm. Cho nên là em lại đánh giá. Ừ đúng. Cho nên em lại đánh giá khá là cao cái bối cảnh ở trong này, thành phố rồi cái thứ ở trong này. Cái này là tùy thuộc vào quan điểm của về cá nhân. Anh thì anh thích thế giới con người cho lắm nha. Không phải tôi phản xã hội đâu nha các bạn. Chắc chưa. Cái nào nó cũng biết nữa. Nhưng mà okay. ý là về cái này, tất nhiên là cái này tùy thuộc vào cốt truyện về cái bối cảnh của này rồi, nhưng mà anh sẽ tò mò một cái việc là bây giờ ví dụ mà 2.0 đi thì nó sẽ chuyển như thế nào. Okay. Tiếp theo ok, hiểu. Không lẽ là thành phố thứ hai thì nó hơi kỳ. Em đánh giá cái bối cảnh riêng em thì đánh giá là 8.5, chắc Hưng sẽ đánh giá thấp hơn em rồi thì 6 điểm đi. Ok rồi. Một điều rất là lớn ở trong này chúng ta sẽ không để không nhắc được, đó chính là Bamboo. Cái hệ thống cực kỳ mới lạ của game, và thậm chí có cả roll currency trong game này luôn. Tôi đầu tiên tôi phê bình Bamboo trước. Sao? Gì để phê bình đó vậy? Tại chưa nổi vàng đúng không? Không phải, anh nổi rồi, hai cái. Nhưng mà ý là mình cái này không nhắc về Bamboo về mặt ngoại hình ha, mình sẽ nhắc về hệ thống Bamboo. Mình okay. Cực kỳ ghét cái phần này. Đó là tại sao lại không có nút tắt cho bị tôi nâng cấp Bamboo. À là vẫn à, ý là anh vẫn ghét cái vụ mà phải ra mò lên vô cái cửa tiệm rồi sau đó mới được nâng vô cái cửa rồi mới được nâng cấp. Trời ơi sao nó rườm rà dữ vậy. Why? Ok, hiểu. Cái thứ hai nè, bây giờ đây nè, cái điểm trừ thứ hai nó nằm ở chỗ này nè. Bây giờ em thấy cái menu của Bamboo đúng không? Chỉ tiếp tục tính ABC. Ê sao không bật tẹt ra luôn đi trời ơi. Đúng không? À. Ok. Đúng không đã? Ừ. Đúng. Đầu tiên là cái này combat. Cái thứ ba nè. Bây giờ á, để xếp hàng một đống băng buôn như vậy. Ừ nhìn nó. Biết con này không có, em chưa có. Biết. Nút lọc vào đâu. Ý là showcase thì nó nhìn nó cũng đẹp ấy, nhưng mà nó có một nó, cái nó cái. Nó bị rối á. Ừ nó hơi rối, em cũng thấy vậy. Về cái hệ thống mà nó thà cho cái bảng màu, nó có bảng như là cái bảng nút B á, cái túi á, nó để mình có cái này, có cái kia, mà có cái kia. À bà nhắc mày nút B, em mở nút B cho anh đi. Ok, đây. Nút B nó có bơi 441 à. Vũ khí à. Bắt băng bùa đâu. Quy engine này. Rồi di vật này, hay là gọi là metal này, đĩa, rồi đồ nâng cấp được này. Với lại đồ hiếm đúng không? Hiếm ừ. Nói chung là như vậy thôi. Không có danh sách băng bùa. Đúng, cái này thì đúng. Trời đất ơi. À, okay. Cực kỳ cứng luôn ở cái đoạn này. Đó là một điểm trừ này nặng nha, chứ không nhẹ đâu.
Sẵn tiện nói luôn thì do là cái hệ thống mà vũ khí với lại các thứ của game này nó gần giống với Genshin, nhưng mà mình không có nói gì nhiều lắm ha. Tại vì cơ bản nó thành công rồi. Nó gần giống với Honkai Star Rail hơn là Genshin. Ừ, nhưng mà cơ bản là cũng giống, cho nên là nó không có gì đặc biệt, cho nên là bọn mình sẽ không đề cập tới và chấm điểm mà. Do là kiểu như làm thành công rồi thì nó quăng nó làm tiếp thôi, cho nên là nó như nhau rồi. Ha? Như nhau á. Ừ. Đó. Rồi nhưng mà hệ thống bamboo thì nó cần được nâng cấp một xíu cho nó có một cái quality of life một xíu, chứ cái này bọn mình cũng thấy khó chịu như Hưng. Đó là bamboo lúc mà mọi người roll với lại mọi người các thứ. Rồi anh đánh giá bamboo trong cốt truyện nhiệm vụ các thứ thì sao? Em thấy là cũng khá thú vị đúng không? Tức là nó mỗi con có một cái trò của nó thì anh có thể so sánh với Paimon. Mặc không. Dù thì tức là sao ta? Tức là nó có gọi là băng về ngoại hình thì các bạn cũng đoán được là băng bu sẽ xuất hiện này trong câu chuyện rồi, tức là nó có một cái sự dễ thương, nó có một cái sự hề hề của nhân phụ á, không nhưng mà là người nhỏ xinh xinh á, kiểu như là happy trong fairy tale á, kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu nói đúng là Paimon thì là cái con AI mới đúng chứ. Tính ra nếu mà nói vậy thì đúng hơn, nhưng mà ý là thôi có hai Paimon đi. Coi như là đánh giá trong cốt truyện thì nó gọi là sao ta, một nhân vật phụ. Nhân vật phụ mà. Còn chứ ý là nó mang tính là một nhân vật phụ có cho vui. Ừ đúng, có là cho vui thiệt. Công nhận cái này thì đúng. Có cho vui á. Đó, chỉ có thêm sự đa dạng về cái việc building nhân vật, nhìn cái NPC cái thứ thôi á. Nhìn cho nó đẹp. Nó có gì thú vị thôi. Có vẻ nó nhiều. Ừ. Với lại thêm cái nữa thì nói sao ta? Trừ con mang bu của mình, trừ con mang bu của bản thân mình, do nó là kiểu là chuyển tri thức của mình vô con mang bu cho nên nó không tính. Con mang bu mình là cái con được cải tạo riêng biệt rồi thì nó không tính luôn. Ok. Chỉ là một cái hy vọng là em quay lại chút xíu. Em quay lại cái menu mang bu á. Đó thấy chưa? Bây giờ phải. Đó, thì trừ cái vụ đó thì em cũng không đồng ý lắm ha. Mình lại mong là nó có một cái mô đồ, một mang bu sẽ có một cái những phiên bản sau đi thì bạn mua sẽ có những cái mô đồ khác. Ừ, những cái nhìn nha, chứ không trang phục nha. Ừ. Cho nó nhìn nó lạ, cho nó nhìn nó sinh động chút xíu đã vậy. Tại vì thật ra mình nhớ là một team chỉ có một bạn mua thôi phải không nhỉ? Đúng, hiện tại một team chỉ có một bạn mua thôi. Ừ. Thì tự nhiên nó lại mình cảm giác nó hơi phí đúng không? Hơi phí một xíu. Thì có rất nhiều băng bu và kiểu như có cực kỳ nhiều băng bu luôn. Mai mốt mà cho hai băng bu vô trong một team á, đánh nhìn đã. Kiểu băng bu thứ hai không có búp nhưng nó đánh lộn phụ thôi cũng nhìn cũng vui ha. Tại mọi người có thể thấy hiệu ứng các thứ của băng bu trong trận đấu á. Ví dụ như con này thì lâu lâu nó lấy cái nó đang đánh, nó lấy cái khoan này nó khoan phụ mình là cũng vui nè. Hai con này nó tạo bẫy nè, hai con này nấu ăn cho mình nè, nói chung là nó cũng khá là vui ha. Nhưng mà mình muốn thấy được thêm những cái đó. Thế là khi mà combat thì các em bạn chỉ có chú ý là còn nhân vật của bạn thôi. Vậy em cứ chú ý mấy cái kia tại vì game nó dễ quá anh. Cái này là không biết là bản thân mình thôi hay là các bạn cũng giống vậy nha. Cho nên okay. Là tùy quan điểm mỗi người. Okay. Đó là một số cái ý kiến của mình về băng bô. Ngoại hình thì mình không bàn rồi, nhiều quá liền. thì làm sao mà mình đánh giá được. Rồi anh chấm cái này mấy điểm nè. Tôi trừ 4 điểm cho việc cơ chế băng bu quá rườm rà. Còn 5 điểm rưỡi. Ok thì tiếp theo em thì chấm cái này là 6 điểm do trừ mất cái vụ mà phải đi vô shop với lại các thứ và cái quality of life trong cái UX á, user experience này. Hay user interface đây, em cũng không rõ nữa, thôi kệ đi. UI đúng không? Ok. Thì cho nên tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái hai cái được coi là cũng một vấn đề nhiều người tranh cãi trong game này. Đầu tiên đó chính là cái này cá nhân em đánh giá thấp. Giờ em làm cho mọi người coi luôn nha. Đó chính là hiệu ứng roll. Đó. Thì đó, mọi người khi mà mọi người roll như vậy nè. Mày quá nó chưa nổ. Nổ thì Hưng nhảy đầu thôi, gì đâu, bình thường mà. Ý là cái hiệu ứng roll vậy nè. Mọi người thấy không? Nó bị dài. Mình đánh giá thì nó là bị dài cho nên nó trừ điểm một xíu. Cái hiệu roll này nó em thấy nó dài quá, cho dù là nó kiểu như roll ngắn thì không. Nó không có sự gọi là cô động trong việc roll. Tức là cái khúc mà ba cái TV đầu tiên á. Ba cái TV đầu tiên thì không nói, trừ ba cái TV đầu tiên nó không tính, nhưng mà mấy cái sau nó bị dài quá. Ghét ba cái TV đầu tiên.
Cái thứ hai là cái việc mà xoay cái cột á, cái việc xoay á nó bị lâu. Ừ. Cho nên là xoay tốc độ nhanh hơn chút. Đúng rồi, nhanh hơn xíu. Học cho cái phần gacha như thế này à. Mới mẻ. Nó bên phải. À cái này thì đúng là thật sự à, từ từ. Hưng đang che rồi. để mình kéo Hưng lên đây đó. Thì là nó sẽ đếm cho mọi người luôn. Mọi người không cần phải chạy vô trong chi tiết, bấm lịch sử để ngồi đếm. Đúng vậy. Đúng không? Đó nó xem cho mọi người luôn. Nằm ngoài luôn. Cho nên khá là tiện, cái này mình đánh giá cao này. Cái này là Genshin Good Neighbor này thấy không? Ba nhà băng bu thì không nói nha. Ba nhà này không thậm chí mọi người không bỏ tiền để mà mọi người mua roll được cho không nên bỏ được. Cho nên banner này mình sẽ không nói, nó riêng biệt rồi. Cái banner này riêng biệt rồi, bỏ qua đi, ba cái banner này thôi. Đó, em chỉ bị đánh giá cái là Ellen đẹp. Với lại cái roll dài. Thật ra nếu mà các bạn để ý á, thì banner nó là ảnh động chứ không phải là... Ừ, nó là ảnh động. Đúng, nó là ảnh động. Ừ, nó không phải là ảnh tĩnh như hai game kia. Cho nên là thôi thì đó là một điểm cộng đi ha. Là được. Đúng. Rồi thì hợp lý. Em thấy cái banner này trừ cái vụ mà roll nó bị dài, animation nó bị dài ra, còn lại thì em nghĩ là nó cũng khá là tốt rồi. Nó tốt hơn hai em còn lại luôn á. Cho nên là em đánh giá cái này là... Nhưng mà về vấn đề của em có nói trước đi rồi. Thì em đánh giá 7.5. Còn Hưng thì giờ Hưng nói vấn đề của anh, sau đó anh đánh giá tiếp đi. Thật ra thì vấn đề của anh không phải là việc roll dài hay không. À thì đó, tức ý là về mặt animation thì nếu mà nó có thể tối ưu thì tối ưu, nhưng mà nếu như nó không tối ưu thì anh đối với anh cũng không phải là vấn đề. À. Cho nên là anh sẽ đánh giá là 8.5. Okay. Điểm cộng lớn nhất là thuộc bên góc bên phải đó. Điểm cộng thứ hai là việc nổ sớm. Hưng nổ sớm lắm nha. Mình mọi nổ sớm, mọi Ellen thôi, Hưng gì cũng nổ sớm á, cho nên mình chịu. Không lấy lại người hơn được. Nó tưởng nó xui á mọi người. Làm như nó xui lắm vậy. Em chỉ hên trong Wuthering Way thôi. Cái ai lên nổ sớm nói gì đây? Rồi em vẫn lệch mà. Chứ thà là em trúng mà nổ sớm đi, lúc đó em cái hai con á mọi người hiểu không? Một cái này cái mình không tiện show lắm ở trên video, tại vì do có hai cái mặt và máy mình yếu, cho nên là mình đánh cái mặt của Hưng sẽ giật ha. Nhưng mà đó là hiệu ứng combat, thì nói hiệu ứng roll rồi tới hiệu ứng combat. Nhiều người nói cái hiệu ứng combat nó bị chói mắt, nó không có làm rối cái màn hình, và nó không có gọi là làm không có thân thiện cho lắm. Hưng nghĩ như thế nào? Em thì thấy bình thường á. Hưng thì sao? Mặc dù nó đã có cảnh báo từ trước là game. biết mọi người đã không đọc cảnh báo từ đầu game đúng không? Không, nhưng mà ý là lần này thì nó cũng hơi hào nhoáng hơn hai game trước của MiHoYo thật. Nghe nó sẽ chói hơn và nó nhất là hiệu ứng, gọi là hiệu ứng của TV đi ha. Thì thật ra thì đối với mình thì mình không vấn đề về việc đó. Bị cái vậy thôi, cho nên là mình cũng không biết nói như sao. Nếu như mà các bạn nói là nó bị ấy quá, thì nếu như mà các bạn thấy nhiều và MiHoYo họ cảm giác nó là vấn đề, thì phiên bản sau thì họ sẽ điều chỉnh lại thôi. Yeah. Hy vọng sẽ tới tay của MiHoYo. Ừ. Cho nên là bọn mình cũng không ừ với lại bọn mình cho nên là bọn mình không thấy cái đó vấn đề lắm, nên bọn mình cũng không chấm điểm. Hai tụi mình thì thấy bình thường. Tiếp theo nữa, nói nhẹ thôi, cái này nói ngắn thôi. Dung lượng, anh có thấy dung lượng của game này bị to không? Dung lượng thật ra là đối so với lại tất cả các game 1.0 thì nó nhiều thật. Ừ nè, này mình nghĩ là mọi người không thấy. Này mình nó nghĩ mọi người kèm khá nhiều cái hoạt ảnh đằng sau, các bạn có thể thấy nè. Đúng rồi, có khá là nhiều cái hoạt ảnh. Kể cả hoạt ảnh roll nó cũng gọi là thấy là nó nhiều nó hơn á. Ừ. Nó tối á, cho nên là mình nghĩ là dung lượng nhiều là do chỗ đó. Nè. Giờ mình cho mọi người xem nhẹ nè. Cái này có thể mọi người không thấy rõ, nhưng mà cái này là điện thoại mình tải cả 5 game, kể cả Wuthering Way và Liên Quân các thứ, nhưng mà có 4 cả 3 game của nhà MiHoYo ở trong. Thì mọi người điện thoại á thì Honkai Star Rail hết 2.3 á, nó là hiện tại xong 2.3 á là 21.93GB, là 22GB đi ha. Đúng không? Nó là game vậy. Nó cũng hơi semi thế giới mở như là thằng này. Nhưng mà kiểu như là lúc vô combat nó không có gì thôi. Genshin thì là 28GB. Genshin Impact á, game full thế giới mở luôn nha.
28GB. Nhưng mà Zenless Zone Zero ở 1.0 nó là 20GB. Gần bằng Genshin, gần bằng HR và chỉ thua 8GB so với lại Genshin Impact. Thật ra thì một cái điều như thế này là Genshin đã có một cuộc thay đổi về, mình không biết là thay đổi về cái gì, nhưng mà làm cho cái dung lượng của game nó thấp hẳn. Ừ, nó thấp hẳn. Thấp hẳn. Cho nên đó là một cái điều mà mình sẽ mong chờ là Neo Geo sẽ làm cho ZZ trong tương lai, tại họ làm được rồi. Đúng phải không? Cho nên là mình nghĩ trong tương lai nó sẽ không phải là một vấn đề lớn. Hy vọng là vậy. Chứ tại tại vì do đã là tối ưu cấu hình rồi mà nó còn như vậy nữa, cho nên là nó hơi khó đấy, hơi khó chịu ấy. Kiểu nè, reference thêm một cái nữa là Wuthering Waves nha, một game thế giới mở nha, 1.1 rồi, 12GB. Cho nên là cái này riêng nó tuy là bạn nên xóa Wuthering Waves đi, cho nên là kiểu như là tuy là đối với lại mình á, mình thì mới có dung lượng, máy mình có dung lượng cao, nhiều dung lượng không nói, nhưng mà với nhiều bạn thì nó sẽ là một vấn đề, và mong là miHoYo có thể chỉnh này trong tương lai ha. Đó. Cái này cái vấn đề không có chấm điểm, cái vấn đề không có chấm điểm. Cái này không có chấm điểm là mặc dù nó gọi là chưa tối ưu, cho nên là mình sẽ không có chấm điểm cao cho này được. Ừ, nếu mà có chấm điểm thì cũng không cao. Ok. Rồi. Một cái điều mà anh muốn đề cập đến trong cái trải nghiệm một tuần này, chắc chắn là trải nghiệm khi mà thao tác, trải nghiệm về thao tác thì anh cực kỳ khó chịu với cái hệ thống nhiệm vụ, cách vào hệ thống nhiệm vụ trong game này cực kỳ rườm rà. Đâu? Bây giờ nè, bây giờ hãy thực hiện những thao tác để em mở danh sách nhiệm vụ của mình ra đi nào. Từ nhiệm vụ hả? Nè. Danh sách nhiệm vụ. Đó. Em bấm nút gì? E. À, bấm nút E đúng không? Khi nhưng mà vấn đề á là khi mà các bạn đi vô trong cái hệ thống nhiệm vụ á thì các bạn đôi khi nếu mà bạn cảm giác, tại vì các bạn sẽ bị một cái là giống như mình vào thời điểm đầu á, ở góc bên trái đang có chấm than. Ừ. Các bạn bấm vô nút escape ngay góc. Ừ. Cái xong rồi các bạn mới vô internet. Ừ, lúc đó mới thấy nhiệm vụ. Ừ. Không, thì lúc mà mọi người chưa biết thực sự nút E nó là nút mở, nếu mọi người không, tại vì tụi mình quen cái nút E nó là nút chiêu thức rồi á. Cho nên là tụi mình không có quen có một cái nhân vật mà nó không playable kiểu này nè. Cho nên là bọn mình không để ý tới cái việc là cái E nó là nhiệm vụ. Cái này là do miHoYo này chứ không phải là do tụi mình đâu nha. Cũng do tụi mình một phần á, nhưng mà cũng do HoYo một phần. Cho vậy đi, cho là vậy đi. Ừ. Mọi người tại sao nút gacha là F4? Ừ, đáng lẽ nó có cái này em khó chịu với cái này nè. Tại sao mày không thể để gacha F3 như tất cả các game khác, sau đó mày để F4 là cái sổ như tất cả, gần như tất cả game khác. Ừ, tại sao mày lại để F3? Tại sao mày để F3 là cái sổ? Cái này trừ nặng này, cái này mới trừ nặng này. Tại sao tự nhiên lại đổi F4 là gacha là sao ta? Thì phải nhớ thêm nút nữa. Là từ chối những người chơi Genshin đúng không? Ý là vậy gì đúng không? Ừ, từ chối người chơi Genshin. Trừ điểm nhiều lắm nha. Rồi, đó là tất cả những cái mà chúng ta có ở trong cái buổi đánh giá lần này. Thì nhìn chung thì anh đánh giá game này mấy điểm hiện tại 1.0? Tùy vào việc các bạn quan trọng cái gì trong, các bạn tìm kiếm cái gì trong trò chơi này thì như tụi mình đã đề cập theo các cái mục khác nhau thì các bạn quan trọng cái gì, thì chơi game vì cái gì thì các bạn sẽ đánh giá cao cái đó. Các bạn quyết định rằng là con game này có đáng chơi hay không. Đó là ví dụ mình đánh giá, ví dụ các bạn sẽ đánh giá về mặt cốt truyện, các bạn sẽ đánh giá về mặt gameplay, các bạn sẽ có đánh giá về trải nghiệm, các bạn sẽ đánh giá về mặt gacha, các bạn sẽ đánh giá về ngoại hình nhân vật, vân vân mây mây. Cho nên là tùy vào việc các bạn chú trọng cái gì trong game này thì các bạn sẽ đánh giá tương ứng. Yeah. Còn bản thân mình thì cảm giác là điểm cộng lớn nhất là nó có tiếng Việt. Ý là Hưng không thích chơi Wuthering Waves bởi vì nó chỉ tiếng Anh á, lười đọc tiếng Anh á. Nó bị lười. Ừ thì mình cũng lười á. Quan trọng là nó, tức là đây là một con game của một nhà phát hành, họ quan trọng thị trường Việt Nam. Các bạn rồi. Thị trường Việt Nam là một, tức là họ có support cho thị trường Việt Nam. Cho nên là cộng đồng sẽ có mình thích cái điều đó hơn. Cái này là ngoài game chứ không phải là trong game nữa. Đó là
những cái sự kiện cộng đồng, những cái sự kiện mà tập trung vào trên tới gì, bởi vì game này là game tự kỷ mà các bạn. Ừ. Cho nên là khi mà cái điều quan trọng nhất là bạn có ai chơi chung hay không thôi, bạn có người chia sẻ, bạn có người ấy, chứ chơi một mình những người game gacha một mình như thế này không có ai đi khoe, không có ai khè, ví dụ như ê tao ra con này nè mà ra con này chưa, ví dụ vậy, thì nó sẽ mất đi cái niềm vui mình đi tìm kiếm cái niềm vui trong game này theo kiểu như vậy. Cho nên là đó là một trong lý do chính mà mình chơi game này vậy thôi, tức là có gì đó để mình chia sẻ với người khác và đặc biệt là các viewer trên kênh của chúng ta đúng không? Ừ. Cho nên là Hưng đánh giá khá là cao game này, chắc là hơn em ấy. Về điểm đó thôi nhá. Ừ. Còn về tất nhiên là đã phân tích tất cả những thứ về combat, về các kiểu những cái điểm trừ mà ai cũng nói về con game này, thì hy vọng một điều là miHoYo sẽ cải thiện cái điều này sớm. Ừ. Về mặt combat mình nghĩ sẽ hơi khó, nhưng mà đúng về rồi. Mặt những cái trải nghiệm người dùng, về mặt gọi là hoạt ảnh, thì mình nghĩ trong tương lai thì miHoYo sẽ có thể cải thiện được. Yeah. Nếu mà nhìn chung tổng thể và những cái quan trọng của mình với game này á, thì mình sẽ đánh giá nó là 6.75. Tại nó còn rất nhiều thứ để có thể cải thiện được, nhưng mà mới 1.0 thôi, chúng ta sẽ đợi 1.1 coi như thế nào. Hy vọng nó sẽ không phải là Genshin Could Never thứ hai ha. Hy vọng là vậy thật sự. Tại vì cơ bản thì chúng ta kêu cái gì cái xong cái miHoYo lấy hết để nuôi hòn cai, nên là hy vọng thôi. Thì một cái điều nữa là cái này thì do cái này là suy quan điểm của mình ha, cái này là quan điểm của mình thôi, thì chúng ta đang đánh giá con game này qua những con game khác, sau dựa trên những con game cực kỳ thành công. Yes. Ừ. Nên là chúng ta đang so sánh nó với lại Genshin, chúng ta đang so sánh nó với Casario, chúng ta đang so sánh nó với Uwa, đúng không? Thì tất nhiên là nó có sẽ có những điểm cộng, những điểm trừ so với những game đấy. Còn hồi trước đó thì dễ tỷ như Genshin Impact đi, thì chúng ta lại không có gì đó so sánh cả. Yeah, game đó, đầu tiên mà không? Game đầu tiên mà, đúng. Cho nên là tất nhiên là mình sẽ không nói là việc đó không đúng, bởi vì con game đằng sau phải tốt hơn, ăn là con game đằng trước chứ, đúng không? Ừ, nó phải rút kinh nghiệm từ những con game đằng trước, đặc biệt là cùng nhà sản xuất nữa. Giống như là Wuthering Waves còn rất nhiều lỗi, bởi vì đó là game đầu tiên thực sự của nhà Kuro, thì cho nên chúng ta có thể du di một vài cái. Nhưng mà đây là con game thứ 3 từ khi Genshin Impact ra mắt rồi, có rất nhiều kinh nghiệm đã được học hỏi từ hai game trước rồi. Cho nên là bắt phải game này nó hiển nhiên á là nó phải có gọi là người ta sẽ chấm gắt hơn. Đặc biệt là sau khi Wuthering Waves ra mắt, kể cả phúc lợi, kể cả cách combat của Wuthering Waves đều cũng rất là mãn nhãn. Và cốt truyện thì mình sẽ không bàn, tại vì cốt truyện của Wuthering Waves hiện tại là cái duy nhất chưa làm tốt của nó. Ừ. Và nhưng mà những thứ khác Wuthering Waves làm rất tốt. Cho nên là cái con này, và mọi người cũng kiểu như là như một ông nước ngoài á, mà mọi người cũng thấy là khá là drama á, là Tekton ấy, mọi người khá là nhiều người ghét ổng, nhưng mà mình thì là dân kiểu nói ông người coi content creator nói đúng thì mình nghe theo, content creator nói sai thì mình nói ổng nói sai thôi, cho nên mình cũng không quan tâm tới việc thích hay ghét một người lắm, trừ khi người đó phạm tội ha. Cho nên là ổng nói á là mọi người nhận ra rằng á là thằng miHoYo không phải là vị trí độc tôn nữa, có những người khác có thể cạnh tranh với miHoYo, và cho nên và kiểu như là những cái lời những người đó nói được nghe nha, Wuthering Waves thực sự nghe những điều mà mọi mà những người chơi nói và đáp lại, cho nên là game này mọi những người đã chơi Wuthering Waves rồi á chấm cực kỳ gắt luôn, tại vì mọi người nhận ra ê nếu mà thằng này nó không nghe theo mình á thì tại sao mình phải chơi nó, dép không có nghe những cái phàn nàn mà chính đáng của người chơi thì tại sao mình phải chơi đó, cho nên là cứ thấy điểm nào xấu là phàn nàn để coi dép nó có nghe hay không. Cho nên giờ 1.1 chúng ta sẽ coi cái sự thay đổi ha, hoặc là có thể thay đổi ngay lập tức luôn để coi sao ha. Hưng giờ cái cuối cùng là Hưng chấm mấy điểm tổng quan, bây giờ Hưng nói qua nó lại vẫn chưa chấm điểm ấy. Ừ. Xét trên các khía cạnh nãy giờ thì các bạn có thể quay lại video xong các bạn đếm tổng lại xong mà chia trung bình ra cũng được. Được ha, nếu các bạn thích thì quay lại xong các bạn đếm tổng lại xong mà chia trung bình ra. Hơi cực. Ừ, thôi thôi. Thêm tất cả những cái tiêu chí không tên và bản thân mình đánh chấm chấm á thì mình sẽ cho con game này
6 điểm. Ok. Coi như là vừa đủ học sinh, vừa đủ học sinh khá, học sinh giỏi đó. Khá, học sinh khá thôi. Không, nếu mà em dưới học sinh, nếu mà dưới 6 rưỡi là chắc chắn biết được. Nhưng mà nếu mà điểm trung bình vậy thì là học sinh khá thôi. Thì coi như là mình có con, tức là nếu mà xét trên toàn bộ Miyuzo thì Genshin cho 8 điểm trên rồi. Castareo cũng 8 điểm mấy, cho nên là con này thì nó chưa làm cho cả Miyuzo rớt xuống khá đâu, yên tâm đi. Ok. Cho nên là, nhưng mà vấn đề là nó vẫn là một sản phẩm không được gọi là sản phẩm thành công. Đúng. Cái điều này là mình nghĩ là mọi người đều biết. Không phải là bạn nào Miyuzo con cũng không thể nói cái này sai được. Đúng không? Đây không phải là một sản phẩm cực kỳ thành công của nhà Miyuzo. Yeah. Dạ, tại sao em lại nâng cấp cho anh đang nói chuyện gì? Thì cứ nói đi, em làm để cho cái background nó không bị chán thôi, có gì đâu. Rồi, thì nói tới đâu ta? Tức là đây không phải là một sản phẩm thành công. Cho nên là để nó, bởi vì đây là một sản phẩm không thành công so với những người đi trước. Là Genshin, là Star Rail. Cho nên là cái việc mà cộng đồng phản ứng với nó, kể cả bởi vì có sự xuất hiện của Wonderway nữa, cho nên cái sự tiêu cực của cái game nó bị phóng đại lên. Đúng, đúng không? Yeah yeah, hợp lý. Là yêu cầu rất lớn, đó là bản thân Miyuzo phải nhìn thấy điều này và phải đưa ra những biện pháp hợp lý cho phiên bản 1.1. Tất nhiên là mình rất cái này ngoài lề ha. Tất nhiên là mình rất thích cái cách mà Kuro Game họ phản hồi người chơi, đúng không? Mình lại không thích cái cách mà họ cho nhiều quá như vậy. cái này là bản thân mình ha. Cho nên là làm cách nào đó để cho xoa dịu những người chơi họ không thích game, xoa dịu những người cảm giác là game chưa xứng đáng với họ. Đấy, cho phiên bản 1.1, cái đó là cái việc mình nghĩ là cái điều mà Miyuzo cần phải làm. Để làm gì? Để mình có game chơi không? Để rồi, có để sự có cạnh tranh đúng không? Để chúng tôi có thể cảm ơn Kuro cho mỗi phiên bản. Bỏ khúc cuối à, bỏ khúc cuối à. Ok. Thật ra là nó hợp lý mà, nó không có gì vô lý gì cái vụ đó hết. Cho nên là mong, tuy là bọn mình là còn nhỏ ha, tụi mình là content creator nhỏ ha, nhưng mà hy vọng là tiếng lòng của bọn mình cũng là một phần đi, coi là một phần giúp đỡ để thêm Hiyoyo thấy được cái sai lầm của mình đi ha. Coi vậy đi. Chứ không tính là sai lầm, không phải sai lầm. Ừ, coi thay đổi cái lựa chọn của họ cho hợp lý. Cái hướng đi bẻ xíu xíu thôi cũng được. Đúng. Cho nó phù hợp, bởi vì quan trọng hơn của một tựa game nó không, nó là hai chiều. Một á là bản chất của tựa game đó, thứ hai là cái cách phản hồi của nhà phát hành, của người chơi. Đấy, thì mô típ nó vẫn vậy đúng không, nhưng mà mình thay đổi cho nó thuận tiện cho người chơi nhiều hơn thì đó là việc tốt, chứ đâu có vấn đề gì đâu nè, đúng không? Đúng. Yes, cho nên là đó, đây là cái ý kiến của bọn mình ha. Nếu mà mọi người có ý kiến riêng của mọi người á thì hãy comment xuống phần bình luận bên dưới. Và nếu mà mọi người thích á cái video này thì mọi người cho bọn mình một like, một subscribe để mà ủng hộ bọn mình làm thêm các content khác của ZZZ. Nếu mà tại vì game này cũng hơi nhiều người ghét quá, nói thẳng là hơi nhiều người ghét. Cho nên là mình thấy view nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà nếu mà mọi người ủng hộ thì bọn mình vẫn sẽ làm thêm những content thôi. Cơ bản là bọn mình kinh chuyên làm về content liên quan tới thánh di vật mà, đúng không? Cho nên chúng ta luôn luôn sẽ có content liên quan tới. Mình ra content Echo rồi, mình ra content di vật rồi, thánh di vật rồi. Hơi cực ấy. Ừ, hơi cực. Cho nên là đó, cho nên là đây, mọi người cứ góp ý. Rồi chúng mình sẽ xem như thế nào ha. Đó, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.